Trong sản phẩm của chúng tôi là đông trùng hạ thảo và kết hợp với lại collagen để làm trẻ hóa và làm tăng sức đề kháng. Và thành phần ở trong cái hector sâm thì là đông trùng hạ thảo kết hợp với lại các cái dược liệu như là sâm đinh năng, sâm dây, và nó giúp cho mọi người tăng phục hồi nhanh sức khỏe. Sản phẩm của chúng tôi đã được nhập vào cái siêu thị Aeon của Nhật Bản và siêu thị Conan của Nhật Bản. Ngoài ra thì các cái siêu thị đó cũng có kế hoạch là sẽ xuất khẩu cái sản phẩm của chúng tôi sang chính cái thị trường của nước người ta. Chúng tôi hoàn toàn chủ động được về nguồn nguyên liệu từ cái quy trình nuôi trồng cho đến sản xuất. Chúng tôi làm trọn gói. Là phụ nữ hiện đại, chọn hạnh phúc là chọn Hector. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.